Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin. Bí mật đội quân máy bay cầm tử của phát xít Đức. Vào tháng 4 năm 1945, hệ thống phòng thủ của quân đội phát xít Đức đang dần bị nghiền nát. Không quân Đức do thiếu nhiên liệu và phi công có kinh nghiệm, giờ đây chỉ có thể thực hiện những cuộc tấn công nhỏ lẻ. Kể từ khi phá đại bay B-29 của Mỹ xuất hiện ở Đức vào tháng 1 năm 1943, không quân phát xít Đức đã đầu tư tất cả các nguồn lực để tiêu diệt các oanh tạc cơ này. Các loại máy bay tiêm kích một động cơ, hai động cơ, máy bay ném bom cải tạo thành phi cơ tiêm kích, máy bay mang tên lửa, tất cả đều được thử nghiệm. Chúng đều có một mục đích chung, đó là tiêu diệt cả một phi đội máy bay ném bom được trang bị súng máy và hộ tống bởi nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ. Trong sự tuyệt vọng, phát xít Đức đã chọn ra một phương án mới, đó là sử dụng máy bay cảm tử đâm thẳng vào oanh tạc nhằm gây thiệt hại lớn. Thật vậy, phi công Đức đã tiến hành những nhiệm vụ cầm tử. Đơn vị mang tên Sonderkommando LB gồm những tình nguyện viên chuyên lái máy bay để tâm vào các oanh tác cơ của Mỹ. Máy bay mà họ sử dụng thường được tháo hết vũ khí và bỏ hết lớp giáp bên ngoài để giảm trọng lượng. Họ sẽ lái máy bay bay thẳng hướng vào các oanh tác cơ của Mỹ nhằm vào các cánh máy bay. Tác giả người Mỹ Arian V viết: cánh quạt của máy bay cầm tử được dùng như những lưỡi cưa, qua đó xé nát vỏ máy bay. Khác với chiến thuật kamikaze của Nhật Bản, phi công của đơn vị Sonderkommando LB thường nhảy dù thoát ra ngoài chứ không ở lại quyết tử. Dù vậy, khả năng sống sót của các phi cơ của công Đức rất thấp. Một máy bay Mi-109 của Đức thường đâm vào máy bay ném bom của đối phương với vận tốc 650 km/h. Và các phi công Đức thời điểm cuối cuộc chiến là không được huấn luyện bài bản và thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thiết kế máy bay cũng không có ghế thoát hiểm và phi công phải mở cửa kính để nhảy dù thoát ra ngoài. Dù vậy, quân Đức vẫn hy vọng rằng chiến thuật tấn công cảm tử nhằm vào các phi đội máy bay ném bom của Mỹ sẽ gây thiệt hại nặng và buộc Mỹ phải ngừng không kích trong một thời gian. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1945, gần 200 phi công của Sonderkommando LB đã cất cánh lên đường. Kế hoạch tác chiến của không quân Đức đó là dùng hai đội máy bay để công kích máy bay hộ tống và anh tạc cơ, qua đó cho phép máy bay cầm tử đâm trúng vào mục tiêu. Theo ước tính của ông Wayne, máy bay Mỹ đã bắn rơi khoảng 53 chiếc phi cơ cầm tử của Sonderkommando LB, trong khi đó máy bay cầm tử Đức đã tiêu diệt được 13 máy bay ném bom. Và thời điểm cuối cuộc chiến, đó là kết quả không tệ đối với Đức, song 13 trong tổng số 1.300 anh tạc cơ mà Mỹ đang có là con số quá nhỏ, không thể ngăn cản quân đội Mỹ tiến quân. Chỉ tính riêng năm 1944, Mỹ đã sản xuất 96 máy bay quân sự. Bối cảnh chiến tranh sắp kết thúc, quá nhiều phi công cầm tử kém kinh nghiệm của Đức đã bị bắn hạ. Phương án dùng máy bay cầm tử là sản phẩm những sai lầm chiến thuật trong chiến tranh. Đức và Nhật Bản đã sử dụng phương pháp tấn công này không phải là vì lòng yêu nước hay vì lý tưởng của mình, mà là vì họ không còn lựa chọn nào khả thi hơn. Nội dung được thực hiện qua tạp chí National Interest. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và nhân lợi của quốc gia. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.